Giá 21 triệu mét cà phê mà Hoàng Ba chỉ có 17 thôi. Hoàng Anh Ba là như Sài Gòn, đúng rồi, như Sài Gòn chính xác. Cái đấy chị rất thích ở cái thiết kế của nó đấy. Cái hồ bơi đẹp, nó có hồ bơi khuôn viên rất là rộng. Hoàng Ba đó có cái hồ bơi ở giữa đẹp lắm. Phú Hoàng Anh à? Phú Hoàng Anh thì đúng rồi, Phú Hoàng Anh thì nó không được rộng như Hoàng Ba. Để nó không được rộng á? Có phải cái Sài Gòn nó có bốn lắm không? Đúng rồi chính xác. Nhưng mà chị thấy cái thiết kế nào của nó cái con lên trên là đúng rồi. Nè Phú Hoàng Anh hả? Ờ, có một cái Hoàng Anh Ba. Có ban công mà. Cái căn tặng ba chỉ muốn em cũng chiết khấu không nhà đâu thôi. Ok. Anh biết rồi nhưng mà ý là chiết khấu thôi. Cái này ra phải trong vòng 1 năm được không em? Được được ạ. Em ơi. Không, giá đấy nhưng mà trả vòng 1 năm nữa. Thế giờ trả vòng 16 tháng mà chứ không?